Nghĩa xin chào cả nhà nha cả nhà. Thì hôm nay là ngày 17 tháng 2 âm lịch. Thì còn 3 ngày nữa là vô lễ ông Cố, là tất nhiên là kêu bằng ông Đức Cố Quảng Trần Văn Thành, là vị anh hùng dân tộc của ở vùng đất An Giang của mình. Thì hôm nay Nghĩa xin chia sẻ cái đường đi, tất nhiên là hướng đi từ quốc lộ về tới dinh đền thờ của ông Cố. Thì mời Nghĩa cũng mời cả nhà theo dõi để biết thêm được chút đỉnh về cái hướng đi và đường đi về dinh nha cả nhà. Mời cả nhà. Mời cả nhà là cây cầu Cây Dương. Qua cầu Cây Dương là mình sẽ đi có cái hướng rẽ phải đang đi thẳng về cầu số 5 nha cả nhà. Thẳng vô tới dinh luôn nha cả nhà. Đây là cây cầu Cây Dương. Trên xuống là còn của Bình Long, qua cầu là của xã Bình Mỹ đó nghe cả nhà. Là con kênh này chạy dài vô tới con kênh ấy, ở trong dinh luôn đó nghe cả nhà. Để mình qua cầu xong rồi mình sẽ quay tiếp cái hướng đi cho cả nhà xem, mời cả nhà xem theo dõi tiếp tục. Rẽ phải xuống, rẽ phải xuống nha cả nhà. Cái đường này có cái cua mà mình cứ chạy thẳng trên đường hoài, đừng có quẹo quẹo rồi vô chợ nha cả nhà. Mình cứ chạy thẳng trên cái đường lớn. Qua cua này là mình chạy thẳng rồi, bởi cả nhà quan sát kỹ cái đường này để chạy không có bị nhầm bị lộn nha cả nhà. Chú ý là đi tiếp tục trên cái con đường nhựa lớn này chứ đừng có quẹo rẽ vô trong chợ. Nó qua hết cái cua này là cả nhà cứ chạy thẳng hoài tới luôn. Có cầu có gì mình cầu quán ăn xong mình cũng không qua cái cầu mà trên cái đoạn đường này luôn á thì mình mới qua. Còn mà cầu bắt tại phía bên đây là cái sông. Phía bên đó là sông, mình không có đi qua sông, mình cứ chạy thẳng trên cái con đường này hoài luôn nha cả nhà. Phía trước là cái cầu này cả nhà, mình đi chạy qua cái cầu này luôn. Cầu quán ăn xong là mình không qua nha cả nhà. Còn cái cầu mà thuộc nằm trên đường để mình tiếp tục trên cái đoạn đường này á thì mình mới chạy qua. Tại mình cũng nhắc kỹ cho cả nhà để mình, tại trong đây đường quê nó nhiều ngõ, đi nhiều hướng lắm, nhầm khi mình đi cái mình lộn đường. Thì cả nhà cứ theo con đường này chạy thẳng hoài tới, thì có cái cột mốc nào mà quan trọng, cái điểm nào mà lớn dễ chú ý thì Nghĩa sẽ quay lại nhấn mạnh cái chỗ đó cho cả nhà xem, để đi từ đoạn gần cho nó chính xác. Tiếp tục là cây cầu thứ hai nha cả nhà. Tiếp tục là cây cầu thứ hai, mình qua cây cầu thứ hai luôn. Cả nhà thông cảm, mình tại đang chạy xe nó hơi lắc nha cả nhà. Cầu này gọi là cầu ấp sổ nè, cả nhà thấy cầu ấp sổ nè. Đó. Mình tiếp tục là chạy qua cái cầu ấp sổ luôn nghe cả nhà. Rồi vẫn là chạy tiếp nha cả nhà, từ đầu kinh dầm sáng mình chạy vô từ nãy giờ á,
là đã qua hai cây cầu nhỏ nghe cả nhà. Rồi tiếp tục chạy thẳng nữa đi. Phía trước là một cây cầu nữa nghe cả nhà. Thì nãy giờ từ cây cầu thứ hai tới cây cầu thứ ba này là khoảng 2 cây số đó, có một cây cầu nữa. Có cầu bắc ngang sông nè, là cả nhà không có đi ngang cầu nghe. Đó, mình tiếp tục trên con đường chạy thẳng tới nữa chứ không có qua cầu. Cầu thứ ba này là kêu bằng cầu Hậu Sương nghe cả nhà. Cầu Hậu Sương là đường này là cả nhà đi 4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ đều đi được nghe cả nhà, mình chạy vẫn được. Nãy giờ từ đường quốc lộ rẽ vô là mình đã chạy qua 3 cây cầu nhỏ đó nghe cả nhà, là mình vẫn tiếp tục chạy thẳng hướng thẳng về phía trước. Rồi có điểm nhấn nào nữa thì Nghĩa sẽ chia sẻ cho cả nhà tiếp tục. Bây giờ thì cứ tiếp tục đi thẳng nghe cả nhà. Trước mắt cả nhà là một cây cầu thứ tư nữa nghe cả nhà. Cây cầu này là kêu bằng cây cầu chợ xã Bình Chánh. Cái cầu này là qua cầu là cái chợ cũng lớn ở trong xã này lắm nghe cả nhà. Nó là cái cột mốc cũng hơi quan trọng đó. Cầu kênh 7, cả nhà thấy cái cầu kênh 7. Qua cầu là có cái chợ. Tại vì mình tại sao mà Nghĩa lại chú ý cái chân cái chợ cái cầu này là tại vì có cái cầu bắc ngang sông. Bởi vì mình phải quay chú ý để mình đi không có bị nhầm đường. Đây là chợ Bình Chánh nha cả nhà. Chợ này cũng lớn. Mình vẫn chạy thẳng trên cái đoạn đường mình đi nãy giờ. Tiếp tục chạy thẳng nha cả nhà. Nãy giờ đường đi vô tới Vinh thì nói chung là cầu với cống có nhiều nha cả nhà. Tại mình ở đây là miền Tây sông nước á, thì đường đi chủ yếu là ven sông thì có nhiều cầu, có nhiều cống. Thì nãy giờ là mình cũng qua 4 cây cầu đó mà cũng chưa tới Vinh đâu nghe cả nhà. Là có cây cống đó là mình không quay cái cống nó không giống như cầu, chỉ là cái cống nó qua lộ vậy thôi. Cả nhà bây giờ có để ý là xem là có 4 cây cầu qua 4 cây cầu đó nghe cả nhà. Thì cả nhà mình vẫn tiếp tục đi thẳng. Nãy giờ qua 2 cái cống nữa đó nghe cả nhà. Cống thì mình nó nhỏ mình không cần có quay. Với lại hôm nay mấy ngày nay là ngày thu hoạch lúa cả nhà. Vẫn tiếp tục thẳng trên đường, nãy giờ mình chạy là cứ chạy thẳng nha cả nhà. Phía trước cũng có cây cầu bắc ngang sông, không có qua cầu nghe cả nhà. Cầu ngang sông nè. Tiếp tục cứ chạy thẳng tới hoài. Trên cái đoạn đường mà đi tới Vinh đó, thì mình có đi ngang ban trị sự của Phật giáo Hòa Hảo nha cả nhà. Này nằm ở thuộc đây là Bình Chánh, xã Bình Chánh nha cả nhà. Ấp Bình Trơn, xã Bình Chánh, huyện Châu Phú, thuộc tỉnh An Giang nha. Ban trị sự của Phật giáo Hòa Hảo. Phía trước mình cũng là qua một cây cầu nữa nha cả nhà.
cầu kênh 13 cả nhà ơi. Cái đường này là xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ là cả nhà đi được nha cả nhà. Trước có một cây cầu bắc ngang sông, mình có đi ngang cầu nha cả nhà. Không qua cầu, vẫn tiếp tục chạy thẳng gần khu vực lễ cả nhà, thấy treo cờ để hưởng ứng đại lễ nha cả nhà. Là người ta sẽ treo cờ dài cho tới khu vực mà diễn ra lễ luôn nha cả nhà. Nãy là chạy qua cây cầu thứ 5 rồi nha cả nhà, mà cái trước mặt cả nhà là cây cầu thứ 6 là cầu kênh 14, hồi nãy cầu thứ 5 là cầu kênh 13. Là mình tiếp tục qua cầu kênh 14 là cầu thứ 6 nha cả nhà. Rồi mình tiếp tục chạy thẳng nữa. Tại vì bữa nay mình tranh thủ trước lễ là đường còn trống, mình sẽ chia sẻ cái đường đi cho nó dễ hơn cho cả nhà, với lại chứ cả nhà cập nhật được cái đường đi trước cái ngày lễ nó cũng gành hơn. Tại vì ở cái khu vực ở cái Vinh Ông là có nhiều đường đi lắm. Mình chia sẻ là cái đường từ quốc lộ 91 á, đường cầu Cây Dương đó, mình đi vô đây là cái đường này nó cũng lớn, xe nó cũng dễ đi. Đi về cả nhà đi nó dễ. Rồi mình tiếp tục đi thẳng tới nữa nghe cả nhà, phía trước. Là mình ra khỏi qua khỏi xã Bình Chánh nghe cả nhà. Tiếp tục chạy tới cây cầu thứ 7 là cầu số 15 nha cả nhà. Cây cầu thứ 7 nha. Mà vẫn tiếp tục trên đường chạy thẳng chứ không có qua sông qua đò nha cả nhà. Sông bên kia là không có qua nha, mình vẫn tiếp tục chạy đi trên đường thẳng. Cả nhà có hai cầu đi dẫn qua hai cổng. Cổng trước và cổng sau. Trước mắt cả nhà là cái cổng sau nghe cả nhà. Rồi mình sẽ Nghĩa sẽ tiếp tục đi lại đằng cổng trước cho cả nhà xem. Cái này là đi qua cầu là đi cổng sau. Rồi tiếp tục mình sẽ đi tới cổng trước cho cả nhà xem, cũng gần cả nhà ơi. Cái ơi. Cậu là đang lấy gì vậy? Vẫn tiếp tục chạy tới rằng là cái cầu cổng chính nghe cả nhà. Còn hôm nay đang thu hoạch lúa. Rồi đây mình rồi đây tôi xuống cái đi bộ qua luôn thì đây là cái đoạn đường là chị chạy qua đó đây, đi bộ qua cho cầu Vinh Đức Cố này cả nhà. Lễ hội truyền thống lần thứ 151 đó là ngày mất Đức Cố Quảng, Đức Quảng Cơ Trần Thành. Cầu Vinh Sơn Trung này cả nhà là đoạn bãi thưa đó. Thì nãy giờ thì mình đã chia sẻ cả nhà là từ quốc lộ 91 mình đi cho tới chỗ mà sẽ tổ chức lễ ở Vinh Sơn Trung nha cả nhà. Hiện tại thì mình đang đi qua cầu. Ở đây thuộc ấp Vĩnh Quế, xã Vĩnh An, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Thì nãy giờ là Nghĩa quay là bữa nay là ngày 17 tháng 2 cả nhà, là còn 3 ngày nữa mới tới ngày lễ. Thì Nghĩa sẽ đi trước lễ 2-3 ngày vậy đó để chia sẻ cái đường đi cho cả nhà coi, cho những ai mà chưa có gành đường đi á thì xem video của Nghĩa để mà có biết về đường đi. Rồi tại vì cũng có nhiều đường đi lắm cả nhà, chứ không phải là có một đường đi đâu nha cả nhà.
thì mình chia sẻ cái đường đi mà nó phổ biến nhất người ta thường hay đi nghe cả nhà, với lại nhiều loại xe có thể đi. Còn các bạn mà đi xe gắn máy, xe nhỏ, xe con có nhiều đường đi tắt nó gần hơn. Mình chỉ cái đường lớn, đường nhựa cho xe nhiều loại xe đi dễ. Thôi thì bây giờ mình cũng tiến lại cái đường, tiến lại cái chỗ làm lễ, mà bữa nay chưa làm lễ, mình chỉ đi vô thôi, không coi, mình chưa coi cái khung cảnh, cái kêu bọn người ta cái không gian trước khi mà làm lễ cả nhà. Thì cả nhà ơi, cái đường đi thẳng vô khuôn viên của Vinh nè nghe cả nhà. Một bên đó là con kênh nhỏ, còn phía tay phải là bên đây là ruộng lúa nghe cả nhà. Thường thường cho tới ngày mà làm lễ cả nhà là cũng ngay dịp lúa cắt xong vậy nè, rồi có chỗ để mà hỗ trợ hoặc là giữ xe rồi cả nhà. Xuống đây có cái chỗ rộng như đó để mà giữ xe, hoặc là mấy hỗ trợ người ta xuống dưới đây người ta làm ở khu vui chơi hoặc là giữ xe. Rồi thì cả nhà ơi, bây giờ mình tiến vô trong khuôn viên của Vinh cả nhà ơi. Mà hôm nay là cái ngày chưa có diễn ra lễ nha cả nhà, mình chỉ là đi quay trước cái ngày lễ như thế nào cho cả nhà xem, với lại cái đường mình chia sẻ cái đường đi từ quốc lộ 91 đường Dầm Sáng Cây Dương á, chạy thẳng vô tới trong Vinh trong lễ nè cho cả nhà, để cả nhà có hiểu về cái đường đi. Còn bây giờ thì mình chỉ vô để tham quan coi cái công tác mà chuẩn bị trước lễ của bên hội, bên của mấy cô chú ở trong Vinh nè. Còn bên tổ chức á, còn bên đây là mấy gian hàng buôn bán đồ chơi gói niệm. Đang chuẩn bị tìm chỗ, tìm vị trí để thuận lợi buôn bán cả nhà ơi. Thì mình đang tiến gần tới bên cái đền thờ của ông Cố nghe cả nhà. Ông Cố, mình người dân đây thì mình quen gọi là ông Cố, kêu mình gọi đủ tên luôn là Đức Cố Quảng Trần Văn Thành nha cả nhà. Ông là vị anh hùng dân tộc ở An Giang của. Còn đây là những trại cơm, nơi đãi cơm đãi cháo miễn phí. Nếu mà cả nhà có theo dõi là mấy cái clip của mấy anh hay quay về mấy cái ngày lễ, mấy ngày chính cả nhà, có 3 ngày lễ diễn ra đó là đông người ta lắm. Để cơm, để cháo, để bún rồi là miễn phí. Như đây là chỉ để bụng đói mình để ăn thôi. Cúng xong rồi là mình ra khỏi xe đói nha cả nhà. Cơm số 3. Cả nhà, mời cả nhà xem khuôn viên của trong đền thờ của ông Cố nha cả nhà. Cái này chuối để làm gì trời? À, chuối cho hả chú? Cho đó. Chuối miễn phí. Dạ, chuối để đây là miễn phí, là bà con ai đói là mình được được dùng luôn nghe cả nhà. Ừ.
Tôi ở ngoài thì tiếp ở ngoài trên đông thả ngoài. Hay ai mua là bán luôn mà bán không đồng nha cả nhà. Mời cả nhà lại xem chỗ đền thờ của ông Cốn này cả nhà. Ông Cố là người dân mình ở An Giang á, thân quen mình gọi là ông Cố, kêu đúng tên luôn là ông Đức Cố Quảng Trần Văn Thành nha cả nhà, vị anh hùng của dân tộc của An Giang của mình nha cả nhà. Mình tiến vào bên trong cụ thờ của ông nha cả nhà. Sự thật tâm và lòng thành kính con người và niềm tin sẽ được bù đắp của ông bà phù hộ thôi cả nhà ơi. Ông bà xưa có câu là quý tại lòng thành cả nhà. Thì cả nhà ơi, bây giờ thì mình đi hướng ra ngoài Lò Gàng. Lò Gàng là nơi mà ông Cố đóng quân giờ để làm những đao kiếm đó nè cả nhà. Bây giờ mình sẽ đi ra đó để tham quan nha cả nhà. Mình đang đi hướng cây cầu cầu ông Phụng nha cả nhà. Đi ra. Ở dưới là cái ao sen. Bên đây là nhà khách nha cả nhà, để đón khách thập phương ở xa để về dự lễ rồi ở lại qua đêm nha cả nhà. Có người thì đem mùng mền theo, có người thì đem võng theo, có chỗ dân võng mà có chỗ nằm cho bà con ngủ nghỉ để qua đêm để mà dự cho hết lễ nha cả nhà. Cả nhà mà có ở xa về đây mà tham quan dự lễ á thì cũng yên tâm về mặt ăn uống, tại vì trong cái quá trình mà làm lễ á thì ở đây á thì bên hội tổ chức ra lễ á là có đãi thức ăn chay, cơm cháo hoặc bún, là nước, là có nhiều loại nước như đá chanh, cà phê, trà đường, hột é gì, sữa đó, là đủ thứ, là hoàn toàn là miễn phí nghe cả nhà. Rồi mình cũng lo được cái đỡ được cái phần đó, cả nhà có đi tham quan cũng đỡ được cái phần chi phí ăn uống nghe cả nhà. Xe thì vẫn có chỗ mà giữ xe an toàn cho cả nhà. Giờ mình đi ra tham quan ở chỗ Lò Gàng cho cả nhà xem. Đi tới phía trước nữa đi coi, là đây là đền thờ liệt sĩ. Đấy, mình thấy cái đền ở trước đó. Đây mình tiến tới coi là đền, quay cho cả nhà xem. Đây là đền thờ mẹ Âu Cơ. Thì
ở phía đó là đền thờ của cha Lạc Long Quân. Ở đây là đền thờ của mẹ Âu Cơ. Có cha có mẹ nha cả nhà. Nhưng mời cả nhà tiếp tục đi, mình đi lại đằng chỗ lò gàng nha cả nhà. Giữa cả nhà lò gàng nha cả nhà. Đây là khu vực lò gàng nha cả nhà. Phía trước là tủ để đựng một số di tích để minh chứng. Đây là di tích minh chứng gỉ sắt lò gàng. Theo cái từ thông dụng mình hay nói là những cái phần sắt á cả nhà, mà để đun nấu để làm vũ khí, những tô sành chiến sứ ngày xưa, những mảnh vỡ của những cái đồ gốm ngày xưa mà làm bằng nung cả nhà. Rồi, xung quanh là đồng ruộng nha cả nhà. Mình ở đây hay ở đâu cô? Mình đâu lại đây dự lễ cô? Ở Đồng Tháp. À cô Đồng Tháp qua ha. Cô bên Đồng Tháp qua cả nhà. Cô qua trước ngày lễ nay, tại hôm nay mới 17, lễ diễn ra ngày 20, 21, 22. Thường là cô chú hay đi trước 1 2 ngày, 2 3 ngày đó để ở xa, là thường hay đi trước vậy để sắp xếp chỗ này chỗ kia đồ, chỗ ngủ đồ. Mấy cây này là cây cây giống cây lâm dồ chứ không phải cây đao đề ta. Cù đề hả? À, lâm dồ như cái đuôi nó dài hay gì á. Bồ đề có hình tượng nhìn quyền bí lắm cả nhà. Mát, chim kêu ríu rít. Hồi nãy mình đi cầu Phụng, bây giờ mình đi cầu Rồng nha cả nhà. Đi vô cầu Phụng, đi ra cầu Rồng. Thì sự tích về hai cầu này là cũng có một cái chuyện lạ đó nha cả nhà. Thì câu chuyện nó như thế nào á, thì có một bà chị với bà ngồi bà có ông Từ, ông Dữ Vinh, ông có chia sẻ với bà chị. Thì nếu được thì cái clip sau mình sẽ chia sẻ sâu và kỹ hơn về cây cầu Phụng và cầu Rồng này cả nhà. Thì câu chuyện về cầu Phụng này cũng là một vấn đề về tâm linh nghe cả nhà, hơi có sự quyền bí một chút xíu. Thì nếu clip sau mình có làm thì mình làm về cầu Rồng và cầu Phụng với cả nhà. Clip này là chủ yếu mình nói về chia sẻ về cái đường đi thôi, đường đi hướng tới Vinh Sơn Chung, đền thờ của ông cố Đức Cố Quản Trần Văn Thành. Cũng là ở ấp Vĩnh Quế, xã Vĩnh An, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang nha cả nhà. Đây.
Đây là Đông Môn nha cả nhà. Nãy hồi nãy là Tây Môn, còn đây là Đông Môn. Giờ mình đi qua bên đền thờ của bà cố. Cái cầu là bằng sắt, toàn bộ là sắt nha cả nhà. Đền thờ bà cố Nguyễn Thị Thạnh, để mình bước vô đền thờ nghe cả nhà. Quanh nước khô quá. Đây là bức ảnh Cha Lạc Long Quân Gia Mẹ Áo Cơ nha cả nhà. Truyền thuyết về người cha mẹ của chúng ta. Mình mời cả nhà đi theo mình lại vô đền thờ nha cả nhà. Đây là vườn cây lan nha, cây lan nữa bạn ăn đó. Đây là chỗ thì cả nhà ơi, thì mình sẽ đi lên trên tới đỉnh trên của cái tháp này nha cả nhà. Mời cả nhà theo mình cùng mình đi lên tháp này cả nhà. Đường lên tháp này thì đi từ người thôi cả nhà ơi, vì bạn ngang hẹp lắm. Có thì lấy cái đường đi lên, đường đi xuống chứ. Tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất là thời Đức Thánh Trần Hưng Đạo nha cả nhà. Mời cả nhà tiếp tục lên tầng thứ hai với Nghĩa nha. Trời ơi. Mình sẽ đi lên thêm tầng trên nữa bạn nha. Wow. Kẹt rồi, để con đi xuống cho hay lên. Đi xuống đi. Để tầng thứ hai nha. Lên tầng thứ hai của tháp nha cả nhà. Thì để mình lên tới tầng thứ hai nha cả nhà. Tầng thứ hai thì đền thờ thờ Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Thôi. Thì phía trước là đền thờ để có hương để
cấm nhang cúng nhang, còn phía sau là về tiểu sử lịch sử của ông. Cả nhà mời cả nhà theo mình để thêm phần lịch sử tiểu sử của ông vua Trần Nhân Tông và Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Thì mình sẽ quay lại cái cả nhà xem cái đoạn tiểu sử của ông. Dạ, hình ảnh của ông. Tiếp tục mời cả nhà cùng nghĩa đi lên tầng thứ ba của tháp nha cả nhà. Mời cả nhà. Tầng thứ tư lên thờ Không Quan Trung Nguyễn Huệ cả nhà. Để mình ra phần phía sau để quay về tiểu sử lịch sử của ông. Xin kết thúc video ở đây cả nhà. Chào cả nhà, thì mình cũng Nghĩa cũng xin kết thúc video ở đây cả nhà ơi. Thì Nghĩa cũng muốn chia sẻ cả nhà là còn vài ngày nữa là tới ngày lễ của ông cố, còn gọi là Đức Cố Quản Trần Văn Thành ở tỉnh An Giang của mình. Hôm nay mới là chỉ ngày 17 thôi, chưa tới ngày lễ. Ngày lễ thì ngày 20, 21, 22 tháng 2 âm lịch nha cả nhà. Thì video này chủ yếu là Nghĩa chia sẻ về đường đi, hướng đi từ quốc lộ cho tới chỗ diễn ra đại lễ nha cả nhà. Thì cả nhà xem video để biết hướng đi và đường đi. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của Nghĩa. Giờ chào cả nhà. Nghĩa xin kết thúc video ở đây. Chào cả nhà.